ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị mức án 24 đến 26 năm tù. Cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị viện kiểm sát đề nghị mức án từ 24 đến 26 năm tù về hai tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều 26 tháng 7, phiên tòa xét xử cựu chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn FLC, tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm tiếp tục làm việc. Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trình bày quan điểm luận tội đối với các bị cáo. Ông Trịnh Văn Quyết bị đề nghị mức án cao nhất. Trong số 50 bị cáo, cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị đề nghị mức án cao nhất 5 đến 6 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán, 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt từ 24 đến 26 năm tù. Cùng các tội danh trên, hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, cựu cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC và Trịnh Thị Thủy Nga, phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS, lần lượt bị đề nghị mức án từ 17 đến 19 năm tù và 10 đến 12 năm tù. Ở tội công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong các hoạt động chứng khoán, bị cáo Lê Công Điền, cựu vụ trưởng giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước, bị đề nghị mức án 36 đến 24 tháng tù. Các cựu cán bộ khác gồm Dương Văn Thanh, cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, bị đề nghị mức án 24 đến 30 tháng tù. Phạm Trung Minh, cựu trưởng phòng đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, bị đề nghị mức án 18-24 tháng tù. 4 cựu cán bộ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cùng bị đề nghị tiền phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị phạt 8-9 năm tù với ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, 6-7 năm tù với ông Lê Hải Trà, cựu phó tổng giám đốc, và ông Trầm Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, từ 3-4 năm tù với bà Lê Thị Tuyết Hằng, cựu giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết. Về trách nhiệm dân sự, đại diện viện kiểm sát kiến nghị tiếp tục duy trì các biện pháp kê biên phong tỏa tài sản của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án. Trong đó, cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết có trách nhiệm chính bồi thường thiệt hại. 7 đồng phạm bị cáo buộc cả hai tội danh như ông Quyết phải liên đới chịu trách nhiệm. Khi trình bày bản luận tội, kiểm sát viên đánh giá phần lớn bị cáo có trình độ, một số người có sức ảnh hưởng, quyết định, am hiểu sâu thị trường chứng khoán. Nhóm này đã chỉ đạo các công ty thuộc hệ sinh thái FLC cùng thực hiện hành vi trái quy định pháp luật. Sai phạm trong vụ án đã ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư chứng khoán, tác động tiêu cực suy giảm tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tác động không nhỏ đến thu hút vốn đầu tư. Đặc biệt, đại diện viện kiểm sát nhận định hành vi của ông Quyết là mới và rất tinh vi. Lợi dụng sơ hở của pháp luật, bị cáo sử dụng công ty Faron làm công cụ và chứng khoán, làm phương tiện để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Tuy nhiên, cựu chủ tịch tập đoàn FLC cũng được ghi nhận có thái độ tích cực hợp tác và nguyện vọng khắc phục hậu quả.